Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Chào buổi sáng từ hệ thống đài truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 15 tây tháng 6. Chúc cho quý vị có những buổi sáng đẹp trời bình yên như thế này. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện, hay đúng hơn là vụ án Đồng Tâm đã xảy ra từ tháng 2 năm 2017, khiến cho giới truyền thông không những là trong nước mà cả thế giới người ta cũng rất là quan tâm. Từ tháng 2, thì khi Viettel tổ chức triển khai thi công một dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thì một số người dân ở xã Đồng Tâm đã khiếu nại vì cho rằng họ không được đền bù thức thỏa đáng. Và cái việc nó diễn ra làm cho gây mất trật tự và tình hình an ninh lúc bấy giờ cũng hơi phức tạp. Và cuối tháng 2 năm 2017, đỉnh điểm bùng nổ khi mà công dân khiếu kiện đã vận động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản và nhổ đi cái biển báo khu vực quân sự. Họ đưa máy móc nông nghiệp vào cày bừa canh tác tại khu vực Đồng Sơn thuộc xã Đồng Tâm, và họ dựng lều ở đó, đổ đá mạt làm đường, cắm cờ, căng băng rôn với nội dung đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm, cũng như là người dân đã sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động tụ tập đông người kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm để phản ứng chính quyền sử dụng đất nông nghiệp không có và đền bù cho người dân không thỏa đáng. Động thái kèm theo, họ còn cắt loa phóng thanh xã và cho con em mình nghỉ học luôn. Và đỉnh điểm nhất, thưa quý vị, là người dân đã tiến hành giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức, công an thành phố Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành của xã Đồng Tâm. Khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu cán bộ bị bắt giữ, thì số người này đã chuẩn bị gậy gộc, xẻng, xăng, sẵn sàng chống trả. Ở thời điểm lúc bấy giờ thì truyền thông trong nước đã đưa tin rất là nhiều về vụ án này. Và kể cả khi 38 cán bộ này được trả thì người ta cũng phát biểu là thật ra người dân cũng khá là hiền lành. Họ chỉ vì cái sự nóng giận, họ chỉ vì phản ứng và muốn được đền bù thỏa đáng, muốn được giải cứu thỏa đáng chứ không muốn là bị mất đức oan. Cho nên họ mới có những cái phản ứng tiêu cực như vậy. Tuy nhiên, họ đã đối xử rất là tử tế với những cán bộ bị bắt giữ, vẫn cho ăn, cho uống nước và nói chuyện rất là hiền lành, chứ không phải như cái không khí mà gậy gộc giáo mát như là một số tờ báo trong nước đưa tin. Và thưa quý vị, ngày sau đó thì ông chủ tịch của thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đã xuống để đối thoại với người dân, và ông đã cam kết là sẽ không khởi tố cái vụ án người dân để bắt giữ 38 cán bộ này. Và hai bên đã đối thoại trong cái sự hòa bình và người dân cũng khá là yên tâm. Thế nhưng thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 vừa rồi, Công an thành phố Hà Nội đã ra một quyết định gần như là đi ngược lại với quyết định trước đây của ông chủ tịch thành phố Hà Nội, đó là sẽ khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hai tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và một tội danh khác là hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Khi cái quyết định này được loan tin trên các phương tiện truyền thông cũng như là trong nước thì thưa quý vị, nó như một phải nói là một quả bom đã nổ ra trong giới truyền thông, bởi vì và người dân họ khá là sững sờ với quyết định này. Và trao đổi với giới truyền thông, ông Lê Đình Kình, chính xác hơn là cụ Lê Đình Kình, đã 82 tuổi và là người đại diện cho người dân xã Đồng Tâm đứng ra để đối thoại với chính quyền. Và cụ cho biết hiện nay nhiều người dân Đồng Tâm đang rất là băn khoăn, lo lắng sau cái quyết định này. Và họ cho rằng chính ông Nguyễn Đức Chung đã phản bội ý kiến và danh dự của ông ấy. Cụ nói, tôi có gọi điện ngay cho ông Chung và đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng. Và nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi tố lại những người dân chỉ vì muốn khiếu nại thì đảng có nguy cơ sẽ mất quyền lãnh đạo, mất cái uy tín trong dân. Và ông Lê Đình Kình cũng nói rằng ông Chung đã nói cái bản cam kết cái hôm mà 22 tháng 4 ông Chung xuống để đối thoại với người dân và hứa là sẽ không truy tố trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm, là ông ấy ký thôi chứ không có con dấu. Vì vậy cái văn bản đó không có giá trị. Thì nhận định về vấn đề này thì có một số đại biểu quốc hội đã cho là vào cái thời điểm nào đó
thì có thể có những hành vi mà chúng ta chưa thể khẳng định được là vi phạm hành chính hay là vi phạm hình sự. Cho nên lời hứa của những người có trách nhiệm có thể phù hợp với hoàn cảnh, tình hình lúc bấy giờ thôi. Tuy nhiên trong quá trình xem xét lại và họ thấy là có hành vi vi phạm, phạm tội thì phải thực hiện đúng theo quy trình của pháp luật và không loại trừ bất cứ cá nhân nào. Một đại biểu quốc hội khác đã bộc lộ ý kiến của mình và cho rằng cái chuyện ông Nguyễn Đức Chung vào cái thời điểm đó đã hứa với người dân là sẽ gần như xí xóa cái câu chuyện bắt giữ cán bộ trái phép chỉ là một giải pháp tình huống để tháo ngòi nổ, làm sự việc dịu đi. Trở lại với cụ Lê Đình Kình, thưa quý vị, cụ cho biết nội dung người dân hiện nay quan tâm nhất không phải là câu chuyện khởi tố mà là việc công bố kết luận thanh tra đất tại Đồng Tâm. Hồi về đối thoại với người dân, cụ nói ông Chung hứa với chúng tôi là việc thanh tra đất đai sẽ kéo dài trong vòng 45 ngày, sau đó là công bố. Thì theo tính toán của chúng tôi đến ngày 20 tháng 6 là công bố, nhưng ông ấy nói sẽ kéo dài thời gian hơn khoảng 60 ngày, tức là tới 23 tháng 8. Đây là điều mà người dân đang mong ngóng, băn khoăn nhất. Thưa quý vị, có nghĩa là ông Nguyễn Đức Chung hứa là ngày 20 tháng 6 sẽ công bố cái kết luận thanh tra sử dụng đất ở tại Đồng Tâm. Nhưng ngày 13 tháng 6 lại có một cái văn bản quyết định khởi tố hình sự dành cho những người đã tham gia vào vụ bắt giữ trái pháp luật. Thì chúng ta cũng có thể hình dung ra cái tình hình nó như thế nào về sự việc này. Và liên quan đến vụ việc thì Chánh Thanh tra Hà Nội ông Nguyễn Văn Tấn Dũng cho biết việc thanh tra tại Đồng Tâm vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Đoàn thanh tra không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào. Và ông cũng hứa là sẽ thông tin đến cho mọi người khi nào mà có cái chỉ đạo mới nhất về việc kéo dài thời hạn thanh tra. Nói tóm lại về câu chuyện xã Đồng Tâm, thưa quý vị, thì người dân, thậm chí là giới truyền thông hay là những người đứng ở bên ngoài có quan tâm đến sự việc này đều cảm thấy có một cái gì đó họ không rõ, là chính ông Nguyễn Đức Chung đã ra một cái văn bản phủ quyết lại cái lời hứa của ông đối với dân, hay là có một thế lực nào khác đã đứng đằng sau đó và ra một cái văn bản phủ định cái lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung. Thì sự việc này sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới, và chúng tôi hệ thống đài truyền hình VBS hứa sẽ cố gắng thông tin tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, đi kèm với những thông tin tràn ngập trên các phương tiện truyền thông trong nước về vụ án sân golf hay là sân bay Tân Sơn Nhất, về câu chuyện xã Đồng Tâm khi mà chính quyền đã lật ngược lại cái lời hứa đối với dân, và có một thông tin cũng gây lên cái sự quan tâm rất là nhiều ở trong dư luận, đó là việc một bé trai chỉ mới có 35 ngày tuổi mà bị sát hại. Và theo kết quả điều tra ban đầu thì tối ngày 11 tháng 6, mẹ của bé đã cùng chồng và con trai ngủ tại giường tầng 1, và đến khoảng 2 giờ sáng thì người mẹ thấy con trai khóc nên dậy cho bú sữa xong và tiếp tục đi ngủ. Sau đó người mẹ này thức giấc và bế con ra chân cầu thang lối lên tầng 2. Tại đây thì người mẹ trẻ đã thấy một chậu nước nên đã đặt con vào chậu nước trong tư thế nằm úp rồi đi theo cầu thang lên tầng 2. Khi đi lên tầng 2 thì người mẹ này thấy một viên than hoa nên đã viết lại dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày lăng" ở các bậc cầu thang lên xuống. Sau đó cô tiếp tục lên phòng tầng 2 và ngủ tiếp. Đến gần sáng thì ông nội của đứa trẻ đã thức dậy và phát hiện cháu mình đã tử vong ở bên chậu nước, và hô hoán và kêu gọi và báo lên chính quyền để điều tra. Thì thưa quý vị, sự việc cái ngày hôm đó khá là bàng hoàng khi mà người dân trong xóm cũng như gia đình thấy sáng ra thấy một bé trai chỉ mới 35 ngày tuổi mà bị sát hại như vậy. Nhưng cái điều mà làm cho dư luận và gia đình cảm thấy bàng hoàng hơn cả đó là hung thủ không ai khác hơn lại chính là mẹ của bé. Và người mẹ này tên là Trinh đã khai nhận là khi thức dậy thì thấy bị đau đầu, choáng và không kiểm soát được hành vi nên đã đặt con trai vào chậu nước. Và bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là người mẹ Phan Thị Trinh này có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh rất là nặng, nên thường có suy nghĩ tiêu cực, khó kiểm soát hành vi. Thì thưa quý vị, câu chuyện dừng lại ở đây. Ở vấn đề mà những cái người phụ nữ mà sau khi sinh bị bệnh trầm cảm
dẫn đến có những cái hành vi nông nổi gây thiệt hại đối với đứa con của mình, đối với bản thân của mình và gia đình không phải là câu chuyện hiếm. Nó diễn ra cũng không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Nhưng trở lại, khoanh vùng lại với cái xã hội Việt Nam, thưa quý vị, chị Trinh hay rất nhiều người phụ nữ khác sống trong một cái xã hội mà gần như khá nhiều áp lực, rất nhiều áp lực đặt lên vai của người phụ nữ. Họ mới sinh xong, sức khỏe yếu, họ bị bệnh trầm cảm, cộng thêm công việc ở cơ quan, rồi công việc ở nhà, cộng thêm xã hội hiện nay nó có khá nhiều điều xáo trộn trong cái đời sống tình cảm. Nhiều người chồng khi vợ vừa mới sinh con đã bỏ ra bên ngoài và có những cái mối quan hệ ngoài luồng hoặc là không phụ giúp vợ để chăm sóc con cái. Chính những cái áp lực này cộng thêm với câu chuyện mà sống ở nhà chồng, mẹ chồng, nàng dâu, bố chồng, nàng dâu đã tạo một cái áp lực tâm lý đè lên người vợ, khiến cho những người phụ nữ như thế này họ hay bị những căn bệnh trầm cảm. Và chính cô Trinh, trở lại câu chuyện bé trai 35 ngày tuổi bị sát hại, chính người mẹ khi ở cơ quan điều tra, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với mình và gần như lúc đó những việc làm hoàn toàn là vô thức. Thì quý vị chắc gần đây cũng xem trên phương tiện truyền thông, cụ thể là buổi sáng nay, Hoàng Vy cũng thấy thêm một cái clip người chồng đã ra tay đánh đập một cái người vợ ngay trước mặt phố, ngay trước mặt con gái mình đang gào khóc rất thảm thiết và không hiểu lý do vì sao mà anh chồng lại lôi vợ ra đánh ngay ngoài đường như vậy. Nhưng người vợ lại khá chịu đựng, trong mặt mũi thì bê bết máu và chỉ có ôm mặt để mà chịu đựng. Chừng nào mà những người phụ nữ Việt Nam còn chịu đựng im lặng, câm nín chịu đựng như thế này, chừng nào mà cả xã hội, chính quyền không vào cuộc để giúp cho người phụ nữ có thể bảo vệ được mình và được xã hội bảo vệ, thì chừng đó những cái viễn cảnh, những cái thảm cảnh như thế này vẫn còn diễn ra. Và đặc biệt là những người phụ nữ sau khi sinh, với những cái hy sinh thiệt thòi về thể chất, với những cái mất mát và thậm chí là những cơn trầm cảm nặng, là có thể dẫn đến những cái thảm cảnh như câu chuyện bé trai 35 ngày tuổi mà Hoàng Vy vừa mới thưa quý vị. Thưa quý vị, ở phần đầu tiên của chương trình Chào Buổi Sáng đã hết rồi và Hoàng Vy rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.